Tôi là một kỹ sư đang làm việc tại một công ty thiết kế cầu ở Tokyo. Tháng 3 năm 2018, tôi đến Nhật, chủ động tiếp nhận công việc, xác định lượng công việc đang đảm nhận, quản lý thời gian, hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch là cách làm việc của tôi. Hiện tại, công việc của tôi đang đảm nhận là lập biện pháp thi công kết cấu phần trên cho cầu thép, tiến độ thi công và dự toán công trình. Ngoài ra, tùy theo điều kiện công trường sẽ có những biện pháp thi công khác nhau. Tôi phải lập bảng so sánh và đề xuất cho khách hàng phương án thi công tối ưu nhất. Vì thế, tôi cảm thấy công việc này có thể nâng cao mức độ an toàn và sự hiệu quả cho công trường. Tháng 4 năm 2016, tôi đã tham gia vào dự án GBKR. Nhưng khi vào dự án, trong 1.5 năm, ngoài tiếng Nhật, tôi còn được dạy cách làm việc với người Nhật, văn hóa Nhật Bản. Nên tôi đã muốn được làm việc tại Nhật Bản. Vì vừa làm đồ án tốt nghiệp, vừa học tiếng Nhật nên khá vất vả. Có những lúc tôi đã định bỏ cuộc. Nhưng được sự giúp đỡ từ giáo viên và bạn bè thì tôi cũng đã vượt qua và nhận quyết định tuyển dụng vào tháng 8 năm 2017. Do ảnh hưởng của dịch Corona, mọi thứ cũng trở nên khó khăn. Nhưng năm ngoái tôi đã quyết định lập gia đình. Hiện tại tôi đang sống cùng vợ. Chị An và môi trường sống của Nhật Bản khá tốt nên vợ tôi có thể nhanh chóng làm quen với cuộc sống. Mỗi ngày vợ tôi thường nấu ăn cho tôi. Dù có làm thêm đến muộn thì vẫn có cơm nóng để ăn. Cuối tuần nhà tôi thường đi siêu thị, dọn dẹp nhà cửa, trải qua một cuối tuần thong thả. Tôi đang học cách báo cáo tình hình công việc với khách hàng, điều chỉnh thời gian của các dự án và báo giá. 5 năm sau tôi sẽ trở về Việt Nam và mở một team cho riêng mình, tiếp nhận công việc từ bên Nhật Bản. Tôi muốn trở thành một người trưởng nhóm có khả năng lắng nghe và thấu hiểu được các thành viên, phát huy được những điểm mạnh của mỗi cá nhân để tăng hiệu suất công việc. Trước khi tham gia dự án GBKR, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể sinh sống và làm việc tại một đất nước phát triển như Nhật Bản. Đó không phải là một giấc mơ quá xa vời nếu bạn biết nỗ lực theo đuổi mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi đã làm được và bạn cũng sẽ làm được.